Có thể đây là lần nói chuyện cuối cùng của thầy đối với con. À, bởi vì thầy không có hơi đau đâu mà nói chuyện với một kẻ mà tâm hồn mà tục tiểu như vậy con. Lê Tùng Vân, một cái thằng cáo già, phải gọi là một thằng cáo già thì nó đúng hơn. Và ông nói rằng là đây là clip cuối cùng mà thầy muốn nói với con, là muốn tháo chạy. Không dễ để tháo chạy đâu ha. Cái đứa mà nó nói rằng nó là con ruột của thầy, thầy đẻ ra nó, thì cái đứa đó mình mới đi khám ADN là nói với thầy để coi nó nói thiệt, nó nói đúng hay nó nói láo, hay là nó gạt khán giả. Cái chuyện như vậy mà con không làm khi không thì con nói thầy với mấy thầy trong này đi khám ADN. Cái người ta trong này mấy thầy đó 30 tuổi, 4, 5, 6, 70 tuổi. Có ai mà nói rằng họ là con của thầy đâu? Có ai nói rằng thầy là cha của họ đâu? Họ đâu có cần đâu. Rồi thầy thấy tư cách gì mà thầy biểu họ? Trong khi con thấy không, Lê Thanh Minh Tùng nó nói nó là con ruột thầy, đúng rồi, đó đó là nó đã cho thầy cái tư cách, thầy phải đi xét nghiệm coi lời của nó đúng hay là sai. Tại sao phải đi từ chối? À, bây giờ trong 10 người á, thì bây giờ tạm thời lấy 3 người thôi, 3 chú tiểu thôi, và một người lớn, ý là Lê Thanh Tùng, là 5 người thôi, tôi giảm cho 5 người đó. Con suy nghĩ kỹ nha, thầy là người tu, thầy làm sao mà thầy nhận tiền của chúng sanh rồi rồi chịu sự sai khiến của chúng sanh, phải làm cái này, phải làm cái nọ, phải làm cái kia, làm gì được đệ tử thầy đi khi dễ thầy. Ông nói rằng ông không lấy tiền à, vì lòng tự trọng của ông, vì cũng không dễ lấy với bà Hằng, nhớ là như vậy. Và những con người còn lại á, để bảo vệ cho cha mình, bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ cái sự trong sáng mà ông ấy đã tu hành á, thì hãy làm những gì để cộng đồng mạng và công chúng à, được thấy rằng là sự minh bạch đi. Bây giờ thầy nói rõ rệt cho con nghe nha, bởi vì thầy thầy không có hơi nào mà lặp đi lặp lại, thầy không có sức khỏe con, thầy không có sức khỏe đâu. Nói chuyện với con giờ phút này là thầy nói thật với con là thầy hy sinh lắm đó, chứ thầy không có hơi nào mà nói. Thầy yêu cầu có một điều, yêu cầu con khám ADN nè với cái thằng Lê Thanh Minh Tùng, là thằng mà nhận là con của thầy, mà con không làm, con đi đi làm cái chuyện lạc đề, con làm khác. Mấy thầy ở trong này đâu có ai mà nhận là con của thầy đâu, có ai nói rằng thầy là cha ruột của quý vị đây đâu. Con biết không, người ta nghe nó nói rằng là chính miệng của nó nói rằng thầy đi ngủ với đứa em gái ruột của thầy rồi đẻ ra nó. Như vậy người ta mới mới cảm động cho hoàn cảnh đáng thương của nó, người ta mới cho tiền nó. Bây giờ nghe thầy nói rõ nha, con nghe kỹ nha, thầy chấp nhận, sẵn sàng chấp nhận cái lời đề nghị của Lê Thanh Minh Tùng là đi khám khám ADN giữa Lê Khai Minh Tùng với thầy coi có phải là cha con ruột hay là không. Thầy nói là một lần nữa nghe, thầy chấp nhận đi khám ADN với Lê Thanh Minh Tùng, đó là cái đứa đang đứng trong nhà con, trước mặt con đó, để coi coi lời đó nói rằng thầy là cha ruột của nó coi có đúng như vậy hay không. Ông đồng ý một người thì thêm 5 người nữa có nghĩa gì đâu, đúng không ông Lê Tùng Vân? Chỉ cần cái máu của ông thôi, và 5 người đó có thể rửa sạch mọi tội lỗi của ông, mọi sự sỉ nhục mà công chúng đã dành cho ông. Ông càng từ chối á, thì người ta lại càng đặt dấu chấm hỏi to lớn về ông.